xác định đối thủ đầu tiên của huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier. Trọng tài bắt sai khiến U20 Việt Nam bị Iran loại tức tưởi. Cả thế giới đều phải chú ý và xem U20 Việt Nam. Nóng, xác định đối thủ chính thức đầu tiên của huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier. U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Iraq và UAE ở hai lượt đấu đầu tiên ở Doha Cup 2023. Những thông tin đã đưa ra trước đó thì Doha Cup 2023 sẽ là giải đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Philippe Chaussier kể từ khi ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nguyên nhân là tuyển Việt Nam sẽ không đá giao hữu trong thời gian FIFA Day của tháng 3 và VFF muốn dành nhiều thời gian cho U23 Việt Nam. Mới đây, ban tổ chức giải giao hữu Doha Cup đã chốt danh sách các đội tham dự. Theo xác nhận của ban tổ chức giải đấu, U23 Việt Nam sẽ tranh tài với những đối thủ rất chất lượng đến từ châu Á là U23 Hàn Quốc, Thái Lan, Uzbekistan, Iraq, Jordan, UAE và Qatar. Theo kết quả bốc thăm chia cặp cho hai vòng đấu đầu tiên, Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Iraq vào ngày 22 tháng 3 và U23 UAE vào ngày 25 tháng 3. Như vậy, có thể coi cuộc so tài giữa Việt Nam và U23 Iraq là trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Philippe Chaussier kể từ khi ký hợp đồng. Sau hai trận đấu này, ban tổ chức Doha Cup dựa vào bảng xếp hạng để bắt cặp các đội thi đấu ở trận đấu cuối cùng vào ngày 28 tháng 3, cũng là trận đấu phân hạng quyết định. Năm 2022, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt tạm quyền của trợ lý Lee Jong-jin thi đấu không mấy ấn tượng và chỉ có được vị trí thứ 9 trên 10 chung cuộc. Hiện tại Việt Nam đã bước qua giai đoạn tập trung thứ 2 và huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier cũng mới công bố danh sách rút gọn sau khi đã gạch tên 13 cầu thủ là Nguyễn Huy Dũng, Lê Văn Thành, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Thực, Ngô Đức Hoàng, Huỳnh Công Đến, Đặng Quang Tú, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thành Khôi, Tây Văn Toàn và Ngô Văn Lương. U23 Việt Nam sẽ lúc này tổng cộng là 28 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn. Trong thời gian tới, huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier sẽ bổ sung thêm một vài cái tên xuất sắc của U23 Việt Nam vừa trở về từ vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đến khi dự Doha Cup, quân số của Việt Nam sẽ còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn. Trọng tài bắt sai khiến U20 Việt Nam bị Iran loại tức tưởi. Trọng tài Abulak Jamali khiến cho Việt Nam mất lợi thế cực lớn trước Iran và bị loại theo cách nghiệt ngã. Đội trưởng Khuất Văn Khang đã đi theo chất vấn trọng tài Abulak Jamali ngay sau khi trận đấu kết thúc. Văn Khang không hài lòng với trọng tài Abulak Jamali với các quyết định gây tranh cãi. Ở phút 58, Salah có pha đạp thẳng vào ngực của Đức Phú, nhưng trọng tài Jamali chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ Iran. Nếu đổi lại là tấm thẻ đỏ thì Việt Nam sẽ có lợi thế cực lớn sau khi Văn Khang gỡ hòa một đều ở phút 56. Tức trước tình huống Laksa có pha đạp vào ngực của Đức Phú. Trong bóng đá thì các tình huống tương tự như cú đạp của cầu thủ Iran thường phải bị thẻ đỏ. Kabunen của Jordan có pha cao chân đạp vào cầu thủ U20 Tajikistan và trọng tài Zahila Amula đã rút thẻ đỏ dù trận đấu diễn ra được 8 giây. Đây cũng là trận đấu thuộc vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ngoài ra, Quốc Việt bị ngã trong vòng cấm ở phút 90, nhưng trọng tài Abulak Jamali không thổi phạt đền. Đây là tình huống không có quay chậm nên khó xác định có phạt đền hay không. Cần phải nhắc, Việt Nam đã bị trọng tài Rikulaev Akon bắt ép ở trận thắng Qatar 2-1 và suýt rơi chiến thắng. Cầu thủ số 4 của Qatar có 2 lần đánh nguội cầu thủ Việt Nam nhưng trọng tài đều bỏ qua, không rút thẻ đỏ. Tình huống số 4 đấm thẳng mặt Hồng Phúc trong lúc diễn ra pha đá phạt đền ở phút 84 là minh chứng. Quả phạt đền của Việt Nam được đánh giá là quyết định nặng tay từ trọng tài Risulaev Adlon. Ngược lại, Quốc Việt bị đẩy ngã trong tình huống có cơ hội ghi bàn thì ông Risulaev Adlon không cho Việt Nam được hưởng 11m. Những quyết định của các trọng tài có thể nói góp phần không nhỏ khiến cho Việt Nam bị loại đầy nuối tiếc. Bảng B khép lại với 3 đội có 6 điểm gồm Úc, Iran và Việt Nam. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 tính đối đầu để phân thứ hạng. Việt Nam, Úc và Iran đều thắng Qatar cũng như thắng tròn vòng nhau. Việt Nam thắng Úc 1-0, Úc thắng Iran 3-2 và Iran thắng Việt Nam 3-1. 3 đội cùng 6 điểm nên tính đối đầu trong 3 trận đấu kể trên có phân thứ hạng. Iran có 3 điểm hiệu số dương 1, Úc có 3 điểm hiệu số 0, Việt Nam có 3 điểm hiệu số âm 1. Iran đi tiếp với ngôi nhất bảng B, Úc đứng nhì và Việt Nam bị loại. Cả thế giới đều phải chú ý và xem U20 Việt Nam. U20 Việt Nam vừa có trận đấu cực kỳ ấn tượng, ngoan cường trước đại gia châu Á. U20 Iran chung cuộc, chúng ta thua 1-3 và phải dừng bước ở giải U20 châu Á, nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu rời sân. Nhận xét về trận đấu của U20 Việt Nam tại giải đấu, cựu huấn luyện viên U21 tuyển chọn Việt Nam, người hiện là chủ tịch kiêm giám đốc đào tạo trẻ câu lạc bộ hạng nhất Quảng Nam, chủ tịch hội huấn luyện viên Quảng Nam, ông Phan Công Thìn nói: "Qua hai trận đấu chúng ta gặp Australia và Qatar, dù thể hình và một vài vấn đề chuyên môn chúng ta còn kém hơn các đối thủ, nhưng về chiến thuật ông Hoàng Anh Tuấn làm rất tốt. Chúng ta chơi phòng ngự chặt, phản công rất sắc sảo, chúng ta chơi tốt, chiến thuật hợp lý và có thêm may mắn nữa nên đã thắng hai trận. Hôm nay chúng ta chơi cũng chặt chẽ, khi chúng ta có bóng thì cũng đẩy lên đá tấn công tốt, cũng ghi được một bàn. Iran là một tên tuổi lớn của bóng đá châu Á, nhưng nói thật ở giải này họ chơi cũng bình thường. Lứa này của họ giống với lứa của Qatar, chơi không tốt, không sắc sảo. Trong khi đó Việt Nam mình lại rơi rất hay, nhưng chúng ta thấy khoảng cách giữa hai đội không phải là quá xa như trước.
Còn tại sao hôm nay chúng ta thua? Thì nói thật, đây đã là trận thứ 3 chơi kiểu này, 3 ngày chờ một trận rồi. Thể lực của chúng ta cũng đã xuống, khi sức xuống thì chúng ta sẽ có những sơ hở. Điều này thấy rõ ở bàn thua thứ 2. Chúng ta về đông nhưng có một phần bị hút bóng, quan sát và che chắn không tốt. Cũng phải nói tình huống Văn Trường đánh đầu cận thành, nếu bóng vào thì có khi chúng ta đã vượt qua được vòng bảng rồi. Nhưng chúng ta lại không may mắn như trước. Khi được hỏi trải qua trận đấu này, Việt Nam còn phải cải thiện gì để chơi xuất sắc hơn, huấn luyện viên Phan Công Đình tiếp. Ngoài vấn đề chiến thuật rất tốt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, về chuyên môn thì nếu như lứa U20 Việt Nam này chơi thoải mái sẽ là tập thể rất khó chịu đấy. Tinh thần của các em 3 trận đều rất tốt, nhưng hôm nay có những lúc các em lo lắng vì sợ thua, e ngại đối phương cao lớn hơn. Chiến thuật hợp lý rồi, các em chơi phòng ngự phản công rất sắc sảo rồi, chuyển trạng thái rất nhanh và rất nguy hiểm. Khi chúng ta thua và đẩy lên thì rất nguy hiểm, nhưng khi ta tính đường lùi để không thua thì lại có hơi thụ động. Dẫu sao thì vòng chung kết U20 châu Á cũng chỉ là một trong nhiều giải đấu tới đây trên con đường thành cầu thủ chuyên nghiệp của lứa trẻ Việt Nam. Hướng về tương lai, huấn luyện viên Phan Công Thìn trong U20, chúng ta có được đầu tư hơn để thêm kinh nghiệm trận mạc, từ đó vững vàng tâm lý. Tôi đánh giá là lứa này chơi rất tốt, mỗi cá nhân chơi rất tốt. Về mặt tâm lý mà thoát được thì thể lực cũng sẽ lên, các kỹ năng sẽ được phát huy hết, và muốn tâm lý tốt thì các em cần cọ sát nhiều hơn. Giống như lứa Công Phượng đá rất nhiều cả ở châu Âu nữa. Bóng đá Việt Nam chúng ta may mắn có lứa này chơi tốt, cộng thêm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rất tốt. Chúng ta cần đầu tư thêm cho lứa này, cho các em thi đấu thật nhiều. Kỹ năng các em có, tư duy có, chỉ thiếu kinh nghiệm nữa thôi. Cuối cùng, huấn luyện viên trưởng Phan Công Thìn chia sẻ cảm giác tự hào và sung sướng của ông khi được theo dõi U20 Việt Nam đá giải châu Á năm nay. Thật sự là tự hào, trước khi vào giải thì mình chưa nghĩ đến việc thắng được 2 trận đấu đầu tiên. Vì chúng ta đã vào cái bảng nặng quá, có Úc, Qatar và Iran, 3 đội hàng đầu châu Á, chỉ thiếu Nhật và Hàn thôi. Qua 3 trận đấu này thì cả thế giới phải chú ý xem ta, chứ đừng nói riêng châu Á. Người ta đánh giá chúng ta rất cao và là đúng đấy. Ngoài tự hào ra thì chúng ta có thêm rất nhiều cảm xúc. Lâng lâng, thật sự tiếc nuối một chút vì ta không đi tiếp được. Trọng tài bắt sai khiến U20 Việt Nam bị Iran loại tức tưởi. Trọng tài Abulak Jamali khiến cho Việt Nam mất lợi thế cực lớn trước Iran và bị loại theo cách nghiệt ngã. Đội trưởng Khuất Văn Khang đã đi theo chất vấn trọng tài Abulak Jamali ngay sau khi trận đấu kết thúc. Văn Khang không hài lòng với trọng tài Abulak Jamali với các quyết định gây tranh cãi. Ở phút 58, Salah có pha đạp thẳng vào ngực của Đức Phú, nhưng trọng tài Jamali chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ Iran. Nếu đổi lại là tấm thẻ đỏ thì Việt Nam sẽ có lợi thế cực lớn sau khi Văn Khang gỡ hòa 1-1 ở phút 56, tức trước tình huống Laksa có pha đạp vào ngực của Đức Phú. Trong bóng đá thì các tình huống tương tự như cú đạp của cầu thủ Iran thường phải bị thẻ đỏ. Kabunen của Jordan có pha cao chân đạp vào cầu thủ U20 Tajikistan và trọng tài Zahila Amula đã rút thẻ đỏ dù trận đấu diễn ra được 8 giây. Đây cũng là trận đấu thuộc vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ngoài ra, Quốc Việt bị ngã trong vòng cấm ở phút 90, nhưng trọng tài Abulak Jamali không thổi phạt đền. Đây là tình huống không có quay chậm nên khó xác định có phạt đền hay không. Cần phải nhắc, Việt Nam đã bị trọng tài Rikulaev Akon bắt ép ở trận thắng Qatar 2-1 và suýt rơi chiến thắng. Cầu thủ số 4 của Qatar có 2 lần đánh nguội cầu thủ Việt Nam nhưng trọng tài đều bỏ qua, không rút thẻ đỏ. Tình huống số 4 đấm thẳng mặt Hồng Phúc trong lúc diễn ra pha đá phạt đền ở phút 84 là minh chứng. Quả phạt đền của Việt Nam được đánh giá là quyết định nặng tay từ trọng tài Risulaev Adnan. Ngược lại, Quốc Việt bị đẩy ngã trong tình huống có cơ hội ghi bàn thì ông Risulaev Adnan không cho Việt Nam được hưởng 11m. Những quyết định của các trọng tài có thể nói góp phần không nhỏ khiến cho Việt Nam bị loại đầy nuối tiếc. Bảng B khép lại với 3 đội có 6 điểm gồm Úc, Iran và Việt Nam. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 tính đối đầu để phân thứ hạng. Việt Nam, Úc và Iran đều thắng Qatar cũng như thắng tròn vòng nhau. Việt Nam thắng Úc 1-0, Úc thắng Iran 3-2 và Iran thắng Việt Nam 3-1. 3 đội cùng 6 điểm nên tính đối đầu trong 3 trận đấu kể trên có phân thứ hạng. Iran có 3 điểm hiệu số dương 1, Úc có 3 điểm hiệu số 0, Việt Nam có 3 điểm hiệu số âm 1. Iran đi tiếp với ngôi nhất bảng B, Úc đứng nhì và Việt Nam bị loại.